Tôi, Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, hôm nay có một cái dịp đi Hàn Quốc thì trong thời hạn 15 ngày tôi sẽ làm một cái chùm video liên quan tới tất cả những cái đời sống của người Hàn Quốc. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn nhà của người Hàn Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, trước mặt tôi đây là nhà của người Hàn Quốc. Thì người Hàn Quốc có một cái thói quen là họ ở nhà nhỏ, vì đến mùa lạnh thì họ sẽ sử dụng cái đốt nóng cái nền lên để sưởi ấm, có thể bằng than, có thể bằng dầu, có thể bằng điện. Một số nhà có điều kiện kinh tế hơi khó khăn hơn thì họ sẽ sử dụng chăn điện. Thưa quý vị và các bạn, tôi nhớ 17 năm về trước, khi tôi đặt chân tới Đài Loan thì tôi đặt một cái áo thật là dày. Và lúc đó mình ở Việt Nam thì điều kiện khó khăn, cứ nghĩ rằng đi Hàn Quốc, đi đi Đài Loan thì thời tiết nó rất là lạnh, cho nên chị gái tôi đã cho một cái áo lông cừu rất rất là to. Và khi mà tôi vô xưởng thì các bà rất là cười, vì tôi còn nhớ lúc đó là cái thời tiết nó cũng chỉ khoảng là 10 15 độ thôi. Tuy nhiên là các bà cười rất là to, vì để biết bà bảo là thông qua phiên dịch thì nó rất là lạnh, phải không? Thưa quý vị và các bạn, một cái hồi tưởng trở về vào những năm 17 năm về trước, khi khi đó tôi chưa vừa mới là sinh viên đại học, một cái hăm hở bước ra đời với lòng tràn đầy nhiệt huyết rằng là mình sẽ đi và mình sẽ trải nghiệm. Và thực tế là tôi đã đi và tôi đã trải nghiệm trong suốt thời gian 3 năm, và có một cái số vốn ít ỏi để về đầu tư cho chính bản thân mình. Và hôm nay 17 năm như một cái cuốn băng quay lại về cái cuộc sống của thân phận của một người Việt nơi đất khách quê người. Cô đơn lắm các bạn. Chỉ có một tuần ở nhà. Ở Việt Nam thì tôi cuốn vào một cái vòng xoay của công việc, công việc và công việc. Thỉnh thoảng cũng muốn giải tỏa stress. Tuy nhiên rằng là lúc nào cũng phải cầm cái điện thoại bên mình. Thậm chí nhiều khi mình nghỉ một hay hai ngày thì lại sợ rằng là khách hàng thì nói như thế này, thế kia, thế nọ. Cho nên thực sự, thực tế rằng là tôi chưa có một cái ngày nghỉ thực sự. Và cũng muốn tắt điện thoại, off điện thoại lắm, nhưng mà rất là sợ. Tuy nhiên thì qua bên này thì thỉnh thoảng một 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 ngày, 3 4 ngày tôi được nghỉ 2 tuần, và tôi quyết định là đi 2 tuần như một cái chuyến holiday. Và sau đó thì 3 hay 4 ngày tôi lại quay về, hỏi với chị thư ký rằng là hôm nay có một cái công việc gì cần thiết để mà mình làm hay không. Và kính thưa quý vị và các bạn, một cái tôi trở về cái nơi Hàn Quốc, nơi chị gái tôi đang sống, có những cái cuộc sống nó làm cho con người mình trở nên lạc lõng, cô đơn. Tôi muốn ghi lại những cái hình ảnh này, chỉ còn ta với ta, một mình và một mình, không ai cả. Thì ta có muốn là cố gắng vươn lên phấn đấu, hay ta chỉ là một mình ta? Tôi sẽ cho quý vị coi một cái quang cảnh, một cái xin giới thiệu thêm quý vị và các bạn. Ở đây là một cái phường của thành phố Tây Gu. Trong những cái video trước thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị về các bạn những cái điều kiện của người Hàn Quốc, về sinh hoạt của người Hàn Quốc, đám giỗ người Hàn Quốc, nhà người Hàn Quốc, thức ăn người Hàn Quốc, qua góc nhìn của một người du lịch. Thì hôm nay tôi cũng muốn cho quý vị và các bạn thấy cái nhà của người Hàn Quốc thêm một lần nữa. Quý vị và các bạn thấy không? Người Hàn Quốc họ xây một cái nhà. Nhà họ xây
chất liệu là bằng gạch đỏ mà nung. Một cái nhà như nhà của ba chị tôi đây thì gồm có 2 tầng. Thì nghe bà chị tôi nói là cái từ gọi là ở trên đó, gồm có 4 hộ ở, đa số là thuê. Hai hộ ở dưới và 2 hộ ở trên. Cái nhà bà chị tôi ở thì chất liệu gạch thì màu khác, tuy nhiên về cái hình thức nó vẫn giống nhau. Thường thì một số nhà giàu thì người ta lại có một cái thói quen là xây ở trên, còn ở phía dưới thì lại cho thuê. Cho nên quý vị và các bạn thấy một số xe hơi người ta để ở ngoài đường, để từ tối tới sáng. Một cái không khí im ắng. Đây tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn, đây là một cái ngã tư. Một cái ngã tư đường. Đây là một cái ngã ba đường. Cái nhà thì nó cũng vẫn giống nhau. Đặc biệt thì nghe chị gái tôi nói rằng là ở đây không có trộm cắp, để đâu thì ở nguyên như đó. Bạn thấy không? Rất yên ắng. Đây là chắc nhà của người Trung Quốc. Tôi thấy là có một cái chữ tên đường. Đó. Tôi xin giới thiệu với quý vị để quý vị biết được một cái phong cảnh của người Hàn Quốc, để biết thêm, hiểu thêm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này.